Hello, xin chào anh em. Lại là một thông tin mới từ Võ Lâm Ngạo Tuyết. Thì như các bạn biết rồi, server Lâm An mới kết thúc đua top 1 tháng sau ngày 19 tháng 4 2021. Và bây giờ lại có thông tin server mới. Ngày 19 mới vừa kết thúc đua top thì ngày 29 lại ra server mới. Thì nhiều anh em sẽ hoang mang kiểu, cứ làm gì ra server mới hồi mới vừa Lâm An, tức thì tôi mới vừa đua top xong, bây giờ meme nó không còn bao nhiêu, ra server mới. Thực tế cái mục đích của họ là server mới là ý của admin nhé, là họ đã điều chỉnh về kinh nghiệm, về cái cấp chậm, giới hạn từ cấp 81 trở đi là kinh nghiệm 800 triệu nó sẽ chậm dần y như bên cộng 2 và Lâm Thiên Tuyệt vậy, nó chậm giá man rợ luôn. Và các bạn sẽ cày cấp rất là chậm, cũng như option đồ rồi, mà cơ bản thì bên đồ tím thì option đồ nó không quan trọng, cơ bản là nó cày chậm, giảm thêm cái cấp chậm hơn nữa. Thực tế là Ngạo Tuyết trước đây mình thấy là bình thường rồi, đừng có giảm nữa, giảm quá rồi nó cũng nó sao sao ấy. Nhưng mà admin bây giờ người ta áp dụng, người ta ráp vào để mà làm chậm chậm tài le tù lua luôn đấy. Và cơ bản là đó, như người ta nói là auto sẽ cập nhật giống như cụm 2, nó sẽ thêm là lọc đồ và đánh quan điểm đấy, cơ bản là thêm một số thứ. Còn về cái thông tin máy chủ á, nói thật á, nhiều anh em cũng góp ý cho mình rồi, mình cũng ngại nói lắm. Cái tính năng liên đấu bỏ giùm tôi cái 2 năm trời rồi đâu có đâu. Bỏ giùm cái tính năng liên đấu đi, khổ quá. Để nhiều anh em bêm chết. Rồi, sử dụng bộ kỹ năng 9020, thực tế là phiên bản này kinh nghiệm nó chậm quá. Thành thử ra là hầu như kỹ năng 120 kiếm lây không nổi. Lây không nổi. Cho nên là cũng khó, cũng không biết đường như thế nào. Thôi như tùy admin người ta tính toán thôi. Về server mới thì ý định của họ mở server mới mục đích là như vậy, để ra một cái server gọi là chậm chạp hơn, từ từ hơn, tà tà hơn, không có nhanh quá, chậm rãi mà chơi. Nhưng mà với quan điểm của mình thì server mới sớm quá, với lại á ở bên đấy thì phải gộp server cũ lại. Chứ bên server Biện Kinh Thành Đô open từ hồi tháng 12 ở Biện Kinh với Tương Dương, đến bây giờ vẫn chưa gộp, trong khi server Tương Dương nó gần không còn ai rồi. Thành thử ra là cũng 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 gọi là sao ấy? Nói chung là nhiều cái vấn đề. Nói chung cơ bản thì đây là thông tin về server mới, cũng cái việc chơi hay không chơi như thế nào là anh em chúng ta tự quyết định và game thủ tự quyết định. Đây là phiên bản đồ tím các bạn nha, bên Võ Lâm Ngạo Tuyết chứ không phải là bên cụm 2. Còn với mình thì mình vẫn thích chơi bên cụm 2, bên đồ xanh tành tành tà tà chơi, chứ còn chơi cái kiểu này căng lắm. Ok, đó là thông tin thông báo cho anh em biết về Võ Lâm Ngạo Tuyết. Anh em có suy nghĩ gì về vấn đề này cho mình phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn nha, xin chào anh em.